sư nhắc nha sao sau có ba câu hỏi thì chia ra làm ba nha cái mình gửi một câu xong rồi cái mình gửi thêm một câu nữa rồi mình gửi thêm một câu nữa chứ tránh trường hợp mà mình trong cùng cái bảng như vậy đó mình liệt kê một loạt rồi nếu như mà sẽ trả lời không hết thì sao ừ? hơn nữa đó khi mà quý vị chia ra như vậy đó thì ngó ở trên cái bảng này thì biết là, là, có bao nhiêu câu hỏi thì coi nếu như mà ít á, thì một tuần trả lời một lần còn nếu mà nhiều á, thì tuần trả lời hai lần chứ còn quý gì chơi thì như bây giờ 12 câu mà mỗi một câu gì chia một đống như vậy là sư sẽ có cái sự nhầm lẫn ha Đây về chánh kiến trong cuộc sống có phải đấu tranh cho lẽ phải chống lại cái xấu hoặc khi nghe một lời nói không đúng mình đứng ra làm cho rõ đó có phải chánh kiến không ờ, trong kinh pháp cú đức thế tôn có nói như thế này chiến thắng trăm vạn quân cũng không bằng chiến thắng mình chiến thắng chính mình ấy là chiến thắng cao thượng cho nên mình chống lại cái xấu trước hết ấy, phải chống lại cái xấu trong mình tức là gì những cái nội tâm bất thiện Ờ, sư nói không phải là nói ở cái chỗ lý luận đâu mà nói như thế này trong trường hợp á trong trường hợp mà mình thấy cái xấu cái sự bất bình ừ. à, thì trước khi mà mình can thiệp á, mình phải nhìn vào cái tâm của mình trước ví dụ như mình khi mình đối diện đến cái ác ừ. mà cái tâm sân của mình xuất hiện xin nói sư đi chứ sư nói quý vị sư nói khơi khơi vậy có khi quý vị nói là ông sư nộm lý thuyết xin nói sư đi có những trường hợp sư thấy cái sai có những trường hợp sư thấy người ta sai nha sư thấy người ta sai và cái sai đó là một cái sai lớn chứ không phải một cái sai nhỏ nhưng mà khi sư thấy họ sai như vậy đó cái tâm sân xuất hiện và cái việc cần làm theo lời dạy của đức thế tôn đó là gì giải quyết tâm sân của mình trước bởi vì giải quyết tâm sân của mình ấy nó quan trọng hơn cho nên có những việc sư nói họ sai nhưng mà vào thời điểm đó cái tâm sân của sư chưa giải quyết được cho nên sư giữ im lặng sư giữ im lặng ngày hôm sau khi mà sư chuẩn bị sư giải quyết cái sai đó phát hiện tâm sân nó vẫn xuất hiện tiếp tục giữ im lặng giải quyết tâm sân của mình và quý vị biết là cứ mỗi một lần mà sư chuẩn bị sư mở miệng ra để sư giải quyết cái sai đó đó cái sai đó đó tâm sân nó lại xuất hiện và sư lại quay trở lại sư giải quyết tâm sân của sư một tuần cỡ khoảng một tuần thôi không có hết đâu có đếm ngày đâu mà chắc khoảng một tuần khi mà sư mở miệng ra mà mở miệng không bằng tâm sân và mình có thể Tự chủ được cái tâm của mình Vào thời điểm đó Thì khi đó sư mới mở miệng ra Sư giải quyết cái sai đó Và khi sư mở miệng ra Sư giải quyết cái sai đó, đó. Cái người mà họ làm sai đó Họ quay trở lại Họ chửi vào mặt sư Khi đó sư phát hiện Tâm sân của mình xuất hiện Sư giữ im lặng sư im lặng không phải là sư nhịn nha không phải là sư nhịn cũng không phải vì bất kỳ một cái lý do nào khác mà chỉ đơn giản là tâm sân đang xuất hiện và giải quyết cái tâm sân này nó quan trọng hơn điều này đã được đức thế tôn nói rất là nhiều lần thậm chí trong những kiếp mà ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ ngài thấy người ta làm sai nó chính là người, ngài thấy người ta làm ác nha, ngài thấy người ta làm ác cụ thể đó là người ta bắt vợ con của ngài người ta cướp vợ con của ngài ngay trước mặt ngài khi đó tâm sân của ngài xuất hiện và chỉ ngài rất là giỏi trong cái quá khứ ngài rất là giỏi ngài chỉ cần mà ngài muốn thôi và trong cái tâm của ngài đó cái sát tâm xuất hiện tức là cái ý nghĩ là muốn giết người đó tại vì họ đang làm hại vợ con ngài trước mặt ngài mà nhưng mà ngay lập tức ngài phát hiện tâm sân của mình và ngài giải quyết tâm sân của mình nó quan trọng hơn thật ra nếu như quý vị hỏi sư cái chánh kiến ở chỗ nào nằm khi mà quý vị gặp những cái mình gọi là cái đấu tranh cho lẽ phải thì mình phải giải quyết cái tâm sân của mình trước khi nào á mà mình mở miệng ra mình nói hoặc là mình hành động mà nó không bằng tâm sân thì khi đó mình mới giải quyết được vấn đề tại vì quý vị đang hỏi cái chánh kiến cho nên nếu như mà đúng theo chánh kiến là đúng theo lời dạy đức thế tôn mình phải làm cái gì đó thì phải làm cái chuyện và đức thế tôn có dạy khi mà mình cần nói bất kỳ một chuyện gì cần phải đủ những yếu tố sao thứ nhất nói đúng sự thật nếu như không thể nói được sự thật thì không nói thứ hai là đúng thời điểm cái lúc mà người ta đang nổi điên lên người ta không có đủ cái sự bình tĩnh để người ta lắng nghe người ta không muốn lắng nghe thì đừng có nói đúng thời điểm. Thứ ba, có lợi ích. Mình nói không phải là để mình thỏa mãn cái sự nói của mình, mà mình nói nó phải có lợi ích và nó phải giải quyết được vấn đề. Ví dụ như uh, khi mình mở miệng ra mình nói thì tác dụng của lời nói của mình ý, nó phải đưa cái vấn đề đó đi đến chỗ giải quyết chứ không phải là mình cứ mở miệng ra rồi mình cãi tới cãi lui mình nói tới nói lui nói xu nói ngược nhưng mà cái vấn đề nó không được giải quyết thì không được nha nó phải có ích lợi... cái thứ ba à, nói đúng sự thật nói hợp thời nói có lợi ích và thứ tư là nói bằng cái lời có suy xét trong kinh nói là nói cái lời nhu nhuyến mà nhu nhuyến ở đây có nghĩa là mình nói mình có suy nghĩ lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau dù cho mình dùng cái lời lẽ nghiêm khắc đi chăng nữa thì nó cũng phải là một lời nói có suy tư. Mà mình gọi uống lưỡi bảy lần trước khi nói bởi vì cái lời nói ra thì mình không có thu lại được. Lời nói phải có sự suy tư chứ không phải là mình cứ bạ miệng ra mình nói. Và cái điều thứ năm là cái điều quan trọng nhất đó là gì? Nói bằng từ tâm dù cho người ta có làm sai hứng? quý vị muốn đấu tranh cái gì sư không cần biết mình phải nói bằng từ tâm chứ không phải bằng sân tâm thành ra đó như sư nói trường hợp của sư có những trường hợp sư nó là mình rất là bực nhưng mà chính vì cái bực như vậy đó mình phát hiện cái tâm sinh đang xuất hiện giữ im lặng cho tới chừng nào á mà sư có thể rải tâm từ được có thể nói được bằng tâm từ á thì sư mới mở miệng ra sư nói và quý vị tin đi khi mình mở miệng ra mình nói bằng tâm từ cái ngữ điệu cái thái độ cái lời lẽ của mình ấy nó khác nhiều lắm và người ta cái khả năng tiếp thu của người ta đó, nó khác nhiều lắm khi mình nói bằng tâm từ á người ta sẽ tiếp thu nó dễ dàng hơn còn khi mình mở miệng ra mình nói bằng tâm sân á thì tốt nhất giữ im lặng nha yeah. ờ, thành ra nếu như quý vị muốn đứng ra làm cho rõ thì trước hết phải chiến thắng mình trước cái đã lo giải quyết lo giải quyết tâm sân của mình ừ, lo giải quyết tâm sân của mình rồi sau đó phải nói được bằng tâm từ thì muốn nói cái gì thì nói còn nếu không được như vậy tiếp tục giữ im lặng. Chúng sanh có nghiệp của mình